có hai vị hòa thượng ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống núi ra bờ sông gánh nước, lâu ngày họ trở thành bạn bè. Thấm thoát 5 năm trôi qua, bỗng một hôm vị hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống gánh nước nữa. Vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghi bụng, có lẽ ông ta ngủ quá giờ nên trong lòng cũng chẳng để ý lắm. Nhưng không ngờ, qua ngày hôm sau vị hòa thượng ở núi bên trái vẫn không xuống núi gánh nước. Một tuần trôi qua, vị hòa thượng bên ngọn núi phải nghĩ bụng, có lẽ bị bệnh rồi, ta nên đến thăm xem có thể giúp được gì không. Nhưng khi đến thăm người bạn già, ông ta thật kinh ngạc. Người bạn già của ông đang tập thái cực quyền trước chùa, chẳng giống dáng vẻ của một người cả tuần chưa uống nước chút nào. Ông ta thấy làm lạ hỏi, đã một tuần rồi ông không xuống núi gánh nước, lẽ nào ông không cần uống nước? Người bạn dẫn ông ta đi ra sân sau của chùa, chỉ một giếng nước nói, 5 năm lại đây, mỗi ngày sau khi làm xong thời khóa, tôi đều đào cái giếng này. Mặc dù nhiều lúc rất bận, nhưng có thể đào được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nay đào đã đến nước, tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa. Ngày hôm nay chính là thành quả từ những nỗ lực của hôm qua. Còn sự nỗ lực của hôm nay là niềm hy vọng cho ngày mai. 5 tháng trôi qua, tuổi già lại đến. Hãy suy nghĩ về lúc không còn gánh nước nổi, bạn vẫn có thể có nước để uống chứ. Vì vậy, dù đã thành công, hãy cố gắng thêm một chút nữa.